Hello, xin chào các bác đã quay trở lại với video của ngày hôm nay. Và hôm nay thì em lên cho các bác một con Hyundai Getz 2010, một con xe mới về tại salon. Con xe này thì là bản nhập bản đủ 2010 và mang biển số Hà Nội, biển 29 các bác nha. Xe màu bạc. Livestream thì cũng báo con này khá là nhiều rồi. Thì hôm nay quay video vào ban ngày và quay chi tiết tổng thành trong ngoài nội thất cũng như là máy móc của con xe này để các bác nhìn cho nó rõ. 2010 nhập khẩu bản đủ. Dòng này thì mặc dù nó là bản đủ nhưng mà la răng của dòng này vẫn là la răng sắt các bác nhá. Kể cả bản đủ hay bản thiếu thì nó vẫn là la răng sắt. Đấy, nhưng mà bản đủ thì nó có hai đèn trần cũng như có hệ thống bóng khí. Bản thiếu thì nó không có. Đấy, xe màu bạc mang biển số 29 này. Cái này thì ra tên ở Hà Nội hay Hồ Chí Minh thì cũng hoàn toàn là, hay là các tỉnh lẻ khác thì hoàn toàn là rất là rẻ thôi. Tầm này chắc khoảng tầm hơn 4 triệu. Xe bao hút hồ sơ, đây phía bên trong nội thất. Đây bản đủ thì nó có hệ thống bóng khí các bác nhìn này. Đấy, hai đèn trần. Bản thiếu thì nó không có, gương kính chỉnh điện. Đây ghế đằng sau. Sau đấy. Và báo giá cho các bác thì 2010 con xe này đang bán với mức giá là 160 triệu có bao rút hồ sơ, cũng như là vẫn lấy xe thì vẫn có thể lọc lá một vài triệu nữa, hoặc là nếu mà các bác nào mà chúng ta ở khu vực Hà Nội thì chúng ta ra tên luôn cũng không cần phải rút hồ sơ làm gì cả, để nguyên biển số. Sau cái đợt này mà các bác nào ra tên trước thì có thể là giữ cái biển số này. Còn nếu mà sau đợt 15 tháng 8 thì có thể là chủ nó đi làm định danh rồi ấy, thì là có lẽ phải bấm biển số mới. Còn nếu mà ra tên trước thì là có thể giữ cái biển này. Đây toàn bộ khoang máy này. Máy còn khá là sáng. Đây, ốc các thứ là vẫn còn nguyên này. Xe đảm bảo cho các bác về phần đâm đụng tai nạn ngập nước cũng như là dịch vụ taxi. Đấy, keo chỉ là nguyên, không mất phân keo chỉ nào hết, bảo hành về đâm đụng tai nạn mà. Đăng kiểm thì cũng sắp hết đăng kiểm vào tháng 9 năm 2023, còn là một tháng nữa. Nhưng mà được cái là dòng xe Getz này nó cực kỳ bền. Nếu mà tính ra thì dòng Hyundai Getz này sẽ bền hơn cả dòng Hyundai i10 các bác nhé. Các bác nào thích thì chúng ta có thể lựa chọn sang dòng Hyundai i10 với tầm khoảng 200, hơn 200. Nhưng mà nếu mà xét về độ bền thì dòng Hyundai Getz này nó vẫn là một cái gì đấy mà nó bền hơn so với dòng Hyundai i10. Đi nó lành xe hơn. i10 đời cao hơn, nó là đời sau của Getz nhưng mà tính ra về độ bền thì nó không bằng dòng này đâu. Giá thì có bán độc lá cũng như là bao rút hồ sơ cho các bác. Đấy, bác nào có nhu cầu với con xe này thì có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại dưới màn hình hoặc đến ở tại salon để xem xe, test xe. Cảm ơn các bác đã xem video và chúng ta sẽ gặp lại nhau những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.